hưởng nó, em sẽ tận hưởng nó, lên đi em. Ủa? Nhưng lên nào? Nhưng lên nào? 10 cái. 2, 3. Em này kỳ quá. Làm vậy không có chơi phụng đụng đầu nha. Không có đụng đầu đâu, đụng cái mũi mà. Đây. Không, anh chưa ra chạm. Đây. Không. Ok, anh sai. Ok, anh sai, anh sai. Chơi không cặp kia chị, chơi vui vẻ nha. Tại vì không cho đụng đầu. Bất tương ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Tập 7. Cơ hội cuối của một ai đó. Như mọi khi, bữa ăn tối của các thành viên ngôi nhà chung luôn rộn ràng. Nhưng mà dù gì người ta vẫn đối xử tốt với em hơn là tự nhiên sao một ngày là người có lặt mặt như bánh chén. Ok. Nhìn thái độ thiệt luôn anh. Đừng thái có độ như thế. Kiểu mà ánh mắt mày muốn mà giết muốn đâm nhau. Cái đó là vô không. Cái đấy là còn nhẹ đấy. Cái đó người ta gọi là nhu nhược thì chấp nhận. Không, giờ có một từ nó đỡ hơn chữ nhu nhược. Ờ chữ gì? Hèn hạ. Hèn hạ. Ủa trong trời ơi, đúng là anh túi. Nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, Kim Hoàng dường như lạc lõng hoàn toàn giữa bầu không khí vui vẻ ấy. Lý do cho sự trầm lắng bất thường ấy lại được bắt nguồn từ một câu chuyện tình trong quá khứ. Nhưng cuối cùng cuộc tình này nó dừng lại. Cái lý do mà hai đứa em dừng lại đó không phải là hai tụi em hết yêu nhau, mà là ánh mắt. Mất trên chính quê hương của em. Vì đi về nhà em. Cái cái cảm xúc mà buổi sáng hai đứa em ngồi ăn sáng với nhau. Nói ở chồng ơi, hai đứa em xưng với nhau là vợ chồng. Thì em nói là ở chồng ơi, em thấy bà nội với bà ngoại chắc cũng lớn tuổi rồi, kiểu như thấy cũng yếu lắm rồi. Thì mình cưới đi. Mình cưới đi thì anh nói là anh lúc nào anh cũng muốn cưới em hết. Nhưng mà thật sự bây giờ kinh tế của anh không có. Em mới nói gì, em không còn gì lớn đó. Em chỉ cần hai bên gia đình gặp nhau thôi. Thì kiểu như cho một cái gì đó chính thức giữa hai đứa, rồi hai đứa làm giấy kết hôn đơn giản thôi. Không còn gì rình rang như những người khác hết. Thì buổi sáng mới tính với nhau xong là chỉ hai đứa tính với nhau thôi. Thì đùng một cái buổi chiều, 4 giờ chiều anh mất. Anh ra anh đi tắm biển xong rồi anh bị đuối nước anh mất. Ngay cả bản thân em cũng không nghĩ tới tánh mạng của em. Em là một đứa không biết bơi. Em lao ra giữa biển. Em kéo anh vô mà trên bờ không có ai dám ra hết. Thì khi mà em ra là em nghĩ là xác định hai đứa đi chung luôn đó. Câu chuyện buồn ấy, ban tổ chức cũng đã được biết vào ngày mà Hoàng đến gặp chương trình. Cô gái nói rằng mình thực sự muốn bước tiếp đến tương lai. Nhưng liệu Hoàng có bước tiếp được hay không? Thì vào lúc ấy, chỉ có Hoàng biết rõ nhất. Sau bữa ăn tối, vì một lý do nào đó mà các thành viên đã quyết định hôm nay mình phải rửa chén. Cái gì anh cũng lo cho mấy đứa hết trơn á. Ừ. Cái gì anh cũng lo cho mấy đứa hết trơn, kể cả crush của mày anh cũng lo luôn. Cái gì? Anh lo lắm là crush của người ta kia, anh thấy người ta có triệu chứng cái anh tối anh đưa trái tim luôn à. Thì lo quá. Anh lo quá. Lo mày đứa sao? À, cò đứng tay là phải phết. Trong khi đó, Sơn đang mang đồ ăn lên phòng cho Mai. Do Mai đã bỏ bữa ăn tối vì đang bệnh. Hello. Đợi xíu. không đợi. Có người đang đói không đợi được. Hello. Anh vô được. Mai ơi. Dậy. Đến giờ ăn tối rồi này. Đến giờ ăn tối rồi này. Em ốm. Ủa vậy hả? Em mệt thấy trong người sao? Hả? Em thấy đau đầu với lại kiểu hơi mất đói không? Không muốn ăn. Để ăn một xíu đi, cho đỡ mệt. Xong rồi hắn nghỉ.
tối em ăn được không? Cảm ơn anh tim đó mà. Thôi. Buồn quá. Không có. Thế thôi thế. Nghỉ ngơi đi nếu và anh mang xuống dưới nha. Không sao, em đang mệt mà. Em cứ nghỉ đi. Anh mang để xuống dưới nhá. Có gì xíu xuống gọi anh nữa. Ok. Mai nhìn mình, Mai cũng khá là biết ơn nên mình hy vọng là những cái hành động nhỏ và mình trêu Mai như thế thì Mai sẽ có thích mình. Anh rửa rồi dọn đi chứ. Ủa? Ủa ăn cơm chó từ sáng tới giờ rồi. Giờ bắt người ta dọn. Thương tụi nó cho cố vô. Thương mà mưa mới bước vô cho ngày 1 ngày 2 cái là có bồ. Thật sự tôi rất sợ mấy người đàn ông mà hay danh xưng tình thương mà làm tổn thương thằng em tôi. Đau. Tôi có làm gì linh tội, linh tình với mấy người đâu. Vậy lắm thì tôi không biết. Mày bớt vô chi vậy? Trời ơi, nghĩ xong nói gì? Ta nên nấu cơm khê mà cứ nói thôi. Em, đừng nhớ có đầy đủ cơm khê của anh nữa. Nay chị chỉ khuyên là đừng thích nấu ăn nữa. Mà mày nói cho cả thế giới biết là nấu cơm khê luôn á. À, mình ra bàn ngồi đi mọi người. Đi. Đừng ở đây. Đúng rồi, tự nhiên đứng đây làm cái gì vậy trời? Đúng rồi. Rồi anh lao tiếp đi, rửa ít bùn. Dọn dẹp phải sạch sẽ vô nha. Ủa vậy là anh cải trong nhà là phải làm hết tất cả những cái này cho 10 đứa em hả? Người đàn ông của gia đình. Đúng rồi anh. Tối hôm nay, các bạn trẻ của ngôi nhà chung sẽ được tham gia một trò chơi thú vị. Các bạn được chia làm hai đội thi đấu với nhau. Mỗi lượt, mỗi đội cử ra một người. Nhiệm vụ là phải ném trái bóng bàn vào một trong các ly đặt bên phần của đối phương. Người bị ném vào ly sẽ phải thực hiện hình phạt được đặt dưới ly đó. Lên. Rồi cho hai người lớn tuổi nhất, tham gia trước đi. Cho hai người lớn tuổi tham gia trước. Trước khi chơi này nói trước luôn nha. Là đại nghĩa diệt thân. Anh chơi hết mình vì đội của anh. Em đâu có nói gì đâu. Cương lương đỉnh đầu quá. Em đâu có nói gì đâu. Em chơi trước đi. Em né cho anh nè. Thôi em chơi trước đi. Nghỉ đi. Chơi đi. Sao lẹ đi. Ủa? Thấy nhau trời ơi. Đại nghĩa gì không? Đại nghĩa gì không? Không, cái trái bay nó có vấn đề. Không, anh có vấn đề. Trời ơi. Gì nữa đây? Thực hiện hít đất và để đối tượng mình yêu thích nằm lên trên 10 lần. Đi ra đây vậy? Đâu có thảm anh. Nhìn ông Minh vậy? Tại sao em nhìn anh? Ý em sao? Em dưới cái bước ở đây, Ủa anh? Là anh đúng không? Rồi nằm đi. Em chưa nói tên. À thế à, không phải anh à? Phải khác giới. Anh chọn Uyên cơ mà. Ôi, đúng rồi anh à. Em thích anh. Rồi. Vô. Nằm lên bàn luôn nè. Sao anh? Em tốt lắm. Ok. Em thấy chuột em sao cân được không? Từ em nói được đúng không? Không. Em có thể nâng được 3-4 người cả. Mình thực hiện đi, em gì tầm này. Đây nó không phải là hình phạt. Đúng rồi, không phải hình phạt. Em sẽ tận hưởng nó lên đi em. Ủa? Nhưng lên nào? 10 cái. Ôi anh đừng có đá gì em sợ. Đúng anh. Ê anh nổi không? Đó nào bắt đầu đi. Ừ, hít đi. Để coi được bao lâu. Được không? Được. Anh bảo nè, chú yếu lắm. Ông nổi rồi anh ơi. Được, lên lại nổi đi. Nổi không? Vậy thôi bây giờ cho tôi nằm xuống dưới đi. Là anh cố ý. Để coi. Coi vậy hoài luôn hả? Tới sáng luôn á, đau lắm á. Lại đi. Thôi béo quá. Kinh nghiệm. Chưa. Một. Hai. Ba. Ba rồi. Bốn. Lẹ đi, không có nổi. Năm. Đây là
mình trừng phạt nhưng mà trong hạnh phúc anh. Đúng rồi, đang rất vui. Lẹ lẹ đi. Không, em không thích lẹ. Đúng rồi, người ta khỏe mà. Ủa sao 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 nó thấp quá vậy, nó cao quá vậy, phải thấp xuống. Thấp xuống nữa. Ủa mấy cái rồi? Tám rồi. Một cái nữa. Không, mới có hai cái. Chín. Đuôi đuôi. Đuôi 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 đuôi. Trời ơi à. Thôi ôi. Ôi anh ơi, nóng không anh? Trò chơi đang dần nóng lên khi các chàng trai đối đầu nhau vì các cô gái. Anh còn muốn chơi cá cược không? Em muốn cá gì? Em muốn cá cược một người. Anh chấp nhận anh hẹn ngày hôm nay. Ok. Em đi chơi gì mà ép đội người ta quá vậy, áp lực rồi sao mà người ta chơi. Anh đang bị áp lực, anh đang bị áp lực. Anh đang bị áp lực không? Đúng. Anh bị áp lực quá. Anh không chơi. Anh không chơi thì anh nhạt em chơi. Anh không đúng không? Đúng. Anh cạp đúng không sao? Em thấy không? Nếu anh nhắc em không chơi được thì em chơi đi. Em chơi đó. Cái còn cái gì? Bỏ anh cá cược quen, em cá cược ai? Anh Minh. Quay đi hoài chơi. Không, bỏ Nguyên ra bên, không có cá Nguyên ở đây được. Anh có chiến thuật cả. Wow, chiến thuật quá trời. Đến anh á. Điều đó là nhục rồi đó. Đến anh á. Ồ, tới anh hả? Thay nhau đi. Rồi. Hai cái của anh đó, một trò nãy. Là sao ta? Cá anh cũng thua đó. Thực hiện cái nhiệm vụ đi, xong rồi tính tiếp ơi. Đối thủ giơ tay lên cao, bàn tay rập sáng dưới nách của đối thủ trong vòng 1 phút. Là sao, là sao? Lan dày à? Là bây giờ anh giơ cái nách lên, anh Sơn sẽ hửi nách anh. À, qua đây, qua đây, qua đây. Đi đây, đi đây, đi đây. Anh ơi, đi đây. Mình không em. Đây em dắt anh ra. Không. Đi nhục dữ đi trời, chơi có chơi có chịu. Nhục lắm, nhục lắm. Có chơi có chịu đi em dắt anh ra. Ở chung với nhau mà không tin tưởng nhau. Mất thời gian quá, qua đây đi em ơi. Nên như vậy chứ tự nhiên hả? Trời ơi. Lẹ em ơi. Nhanh đi nè. Lẹ em ơi. Bịt mũi lại. Ủa rồi chơi vậy chơi làm chi? Bỏ này xuống đánh thở thôi anh. Rồi, thử thách thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, cặp đôi của chúng ta đã đồn đoán. Anh ơi, em kỳ vọng về anh lắm luôn. Dạ, 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 cặp đôi chúng ta đang đồn đoán. Ôi, sức quá. Ủa ơi. Đây, 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 đây. Đúng là quá sĩ diện. Lộn rồi, quá anh diện chứ lộn. Đúng vậy, quá sĩ diện. Chạm một người khúc khác chưa? Và môi chạm môi trong một phút. Ôi, cách một tờ giấy. Phải 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 chạy nước miếng. Cái ông này ông đọc mà không đọc ác nha. Cái khúc mà quan trọng ông không nhắc tới. Ê. Chẳng ai cũng biết là ai rồi mà. Ôi, ê, ê, ê. Ủa anh, người ta. Ủa thì người ta chọn em đó. Ủa tự nhiên tôi thắng cái bây giờ tôi bị là sao? Mình chọn bạn Hoàng. Ok. Yeah. Yeah. Em sẽ được ăn cơm khê suốt đời. Ủa rồi cho em thắng để làm gì vậy? Rồi chúng ta ra cổ vũ đi nhỉ. Cho tôi thắng chi vậy ta? Nào khoan 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 các bạn ơi. Không. Rồi dỡ tờ giấy nè. Dỡ tờ giấy nè. Ôi giời ơi. Ê đừng chui mỏ ra chứ. Ê con Minh đừng nhìn mấy này. Đừng nên nhìn mấy này. Con Minh. Ê đông lại con Minh. Cái lũ này mà em có lại á. Hoàng không phải là một sự lựa chọn mà Hoàng là cái điều đương nhiên trong tất cả cái thử thách của mình. Thì mình nghĩ rằng nếu mà mình chọn một cô gái khác thì vô tình sẽ khiến cho Hoàng bị lung lay và có cái sự nghi ngờ gì đó về mình. Cho nên là mình muốn chứng minh với các bạn thấy rằng là mình thật sự nghiêm túc với Hoàng và mình luôn chọn Hoàng trong tất cả những thử thách. Với tính năng EKYC, xét thực hình ảnh, speakable cho bạn, mắt thật, sẽ như thật. Chọn một người bất kỳ và cùng người đó thực hiện thử thách. Bắt giấy bằng môi. Mình chọn nhân vật ai cũng biết là ai, Kim Hoàng.
Rồi đi lại lẹ lẹ để em thả nè. 1, 2, 3. Em này kỳ quá. Làm vậy không có chơi phụng đụng đầu nha. Không có đụng đầu đâu, đụng cái mũi mà. Đây. Không anh chưa ra chạm. Đây. Không. Ok anh sai. Ok anh sai, anh sai. Chơi không cặp kia trời, chơi vui vẻ nha. Tại vì không cho đụng đầu. Không có cho lấy tay nhận đầu. Ok ok nha. Ok. 1 2 3 3 3. Đây. Hết nhịp rồi. Ủa nè. 1 2 3. Thế là giờ chơi thôi, biết không? Thôi mà, chơi thôi. Lần cuối nè. 1 2 3. À, chưa, chưa. Ta thấy một chết. Ta thấy một. Ta thấy con. Dạ. 1 2 3. Thằng bé nó chỉ cười không mà. Nhưng mà nó khóc trong lòng á. Chơi lại nữa được không? Chơi lại nữa. Sự kiên định trong lựa chọn của Hậu đã được tất cả các thành viên nhìn thấy. Kể từ đó, mỗi khi Hậu có thử thách thì các bạn luôn biết phải gọi tên ai. Hôn vào cổ một bạn khác giới bất kỳ trong vòng một tiếng. Một tiếng. Đúng, đúng, đúng. Đây, mọi người ơi, chúng ta cùng gọi tên. Kim Hoàng. Ủa? Bay ra đâu? Ta cho bịt bắt bé chứ. Đừng có thấy riêng anh này. Kim Hoàng cho anh xin phép lần nữa với em nha. Em. Rồi nè, bịt bắt em đây. Em. Dẫn đàn trai ra đấy, dẫn đàn gái ra em. Không, đàn trai sung lắm, tự ra. Khỏi giận. Xin phép. Dạ. Nào, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 58, 57, 59, 59. Ủa rồi. Từ, cái diện cảnh này lúc này coi giống như Mannequin mà bị ăn. Ủa mình, Mannequin. Còn bên nữa cho đều. Thì Mannequin cắn. 1, 2, 3, go. Trò chơi vui vẻ vừa kết thúc, ban tổ chức đã thông báo một tin quan trọng. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của một trong năm chàng trai ở đây. Vì tối mai, mỗi cô gái sẽ chỉ được giữ lại một chàng trai, nên sẽ có một chàng trai buộc phải chia tay ngôi nhà chung. Và người đó sẽ mất cơ hội được dùng trái tim hồng nếu không tận dụng cơ hội ngay đêm nay. Ai sẽ là người tận dụng cơ hội cuối này? 10 9 8 7 Mạnh mẽ lên em. Mạnh mẽ lên. Ai tin nó làm được? Ai tin nó làm được? Nè. Ai tin nó làm được? Ai tin nó làm được? Đặt lên luôn. Vậy là ngoại trừ Minh đã sử dụng từ trước, cả bốn chàng trai còn lại đã quyết định dùng luôn trái tim hồng ngay đêm nay. Em chọn Kim Hoàng. Mình cảm thấy khá là bất ngờ và ngạc nhiên. Tại vì trong cái suy nghĩ của mình, anh Hậu với lại Trâm Anh là một cặp đôi bí ẩn. Thì hồi nãy thì khá là bỡ ngỡ, ngoan mang và ngỡ ngàng. Mình không còn nhiều thời gian nữa. Ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi. Và ngày mai là ngày mà phải có một chàng trai phải ra đi. Thành ra là không bây giờ thì khi nào. Mình đến đây là để tìm một người mà cùng mình gọi là đốt một cái ngọn lửa cảm xúc yêu thương lại. Và khi mà mình đã thấy nhen nhóm cái ngọn lửa này đối với một người con gái rồi thì có lý do gì mà tại sao mình lại để ngọn lửa đó vụt tắt? Đánh lại giờ lại tí nha. Thật bất ngờ là Vĩnh đã chọn Trâm Anh. Lý do là gì? Thì ngày thứ hai được xếp vào gọi là chung một đội với nhau, trong đó có Tùng nữa, là ba người được cụt tay lại nhau hết. Thì cái khoảng khắc mà bên cạnh Trâm Anh đó thì mình cảm thấy Trâm Anh khá là gọi là quan tâm đến người khác á. Rồi thêm những về tính cách và kể cả lối suy nghĩ của Trâm Anh thì làm cho mình cảm thấy người con gái này mình nên gọi là níu giữ. Em sợ mai nhưng mà mai mệt nên em để ngày mai luôn. Từ cái hôm qua tụi mình chơi làm gốm với nhau thì mình và Mai cũng có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, nên chắc là Mai cũng phải có một chút xíu tình cảm gì đó với mình. Em
cũng chồng Mai. Đấy là điều mà mình chưa hề nghĩ tới trước đó. Lúc đầu thì mình tự tin 100% với Mai luôn. Nhưng mà đến lúc khi biết mình có đối thủ thì tự dưng cái sự tin nó bị tổ xuống. Mình nghĩ đến bây giờ mình còn được khoảng 70%. Ngày mai nếu mà rời khỏi ngôi nhà chung thì Sơn nghĩ nó sẽ là mình hoặc là Tùng thôi. Hai con người xấu số khi mà đấu tranh cùng một người. Thật là... Theo như mong muốn của Hậu, cuộc hẹn với Hoàng đã diễn ra. Trong cái suy nghĩ của em, anh với Trâm Anh là một cặp đôi bí ẩn. Dạ, thì cũng hơi bất ngờ một xíu. Mà em nghĩ là em cũng không biết là tại sao anh lại có suy nghĩ là hẹn hò với em. Ừ. Thì cũng giống như em suy nghĩ. Dạ. Anh cũng thú thật với em luôn. Người mà anh có tình cảm là hai người, đương nhiên. Anh biết là cái điều này nó không tốt. Anh có quyền, anh nhưng mà quyền. Mình anh sau một hồi anh tự đánh giá bản thân mình thì anh thấy là anh có tình cảm nhiều hơn với em. Dạ. Ừ. Cảm ơn anh. Không biết là em có đối tượng của em chưa? Chưa. Thì em cũng biết là anh hẹn em ra đây là để làm gì. Thì anh cũng, cái mục tiêu của anh khi đến chương trình đó là anh muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc với một người con gái. Tại vì trước đây anh đã từng thất bại với hai người trước và đó là cái nỗi đau tổn thương từ anh rất là nhiều. Dạ. Cho em hỏi thử nha, tại sao anh không nghĩ anh là một trong những cặp đôi bí ẩn? Chà, kèo này căng ra. Em đang hỏi thử anh có nghĩ tới hay không. Thật ra khi tham gia chương trình đó, anh không có quan tâm lắm về cái chuyện đây là cặp đôi bí ẩn. Anh bất chấp là người ta cặp đôi bí ẩn nhưng mà mình cứ tỏ tình đi. Mình có quyền. Người ta chọn mình thì sao, đúng mà không? Là anh không nghĩ em trong cái con số là cặp đôi bí ẩn. Đúng rồi, anh okay. Tại vì anh không cảm thấy cái sự nguy hiểm từ em. Vậy à? Ủa em nhiêu đó chưa đủ nguy hiểm hả? Anh nghĩ cặp đôi bí ẩn là Sơn và Trâm Anh. Tại vì hai người này từ đầu đến cuối chương trình rất ít có cái sự va chạm với nhau. Anh với Trâm Anh cũng vậy. Thì đó, hôm nay là chơi bài ngửa rồi. Ok. Thì anh chơi bài ngửa là anh thừa nhận với em là anh cũng có cảm xúc với Trâm Anh. Ok. Nhưng mà đối với em thì anh cảm thấy cái sự khao khát. Khao khát. Muốn có được em nó nhiều hơn là Trâm Anh. Dùng từ khao khát à? Ok. Có thể là chúng ta biết rằng là hiểu rằng là 3 ngày vừa rồi chỉ mới là những cái dạo đầu cơ bản thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều cái để tìm hiểu về nhau. Nhưng mà nếu như em đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta không phải là trở thành một cặp đôi mà là chúng ta đang tìm hiểu, có cơ hội, yes, có cơ hội để tìm hiểu một cách công khai về nhau. Anh cũng không ép em bắt buộc phải có tình cảm liền. Nhưng mà cái ý anh nói ở đây là chúng ta có ý thức rằng là chúng ta đang tìm hiểu nhau. Rồi, nghiêm túc, với chế độ là nghiêm túc. Ok. Vậy thì cho xin một cái nắm tay được. Một cái ôm nữa được không? Ok. Cảm ơn em. Ừ. Còn một điều quan trọng nữa trước khi mà em về phòng, đó là trái tim này là của anh. Dạ. Bạn nam sẽ có được quyền làm đưa trái tim này cho người con gái giữ. Và ngày mai là ngày cuối cùng là sẽ có một bạn nam phải ra đi. Thì Thì bây giờ anh chắc chắn được câu chắc chắn không phải là anh. Anh không biết, mà đó là vẫn là đó vẫn là quyết định của em. Ủa ngày mai em đi làm buổi sáng rồi tới mấy giờ em về? Tầm 6 giờ. 6 giờ chiều. Là cả ngày luôn. Đúng rồi. Ok, rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi làm. Dạ. Rồi ok, bye bye nè, đang ngủ không? Tự nhiên sau cái cuộc nói chuyện vừa rồi mình cảm thấy thay đổi tất cả mọi thứ về Hoàng luôn. Bình thường Hoàng là một người mà theo mình quan sát là cô ấy có cái sự năng động, có cái sự linh hoạt, có cái sự mạnh dạn rất là vượt trội so với những bạn gái khác. Và mình cảm thấy nó có sự tương đồng đối với mình, bởi vì mình cũng là một cái người mà làm ăn kinh doanh, cho nên là mình cần cái sự nhanh nhẹn rất là nhạy bén từ bạn Hoàng. Có cảm giác là anh Hậu thật sự nghiêm túc với cái mối quan hệ mà anh Hậu đã nói chuyện với mình, thì
mình cũng cảm thấy là mình cũng có thể cho anh Hậu một cơ hội để tìm hiểu nhau. Ở một góc khác là cuộc hẹn giữa Vĩnh và Trâm Anh. Sao? Hả? Này đâu có sao đâu. Ý là sao nè? Thì hãy ra để nói một số chuyện thôi. Vì sợ không có cơ hội lấy bày tỏ nữa. Thật ra là ngay từ ngày hôm qua là đã đấy rồi. Cái lúc mà anh Minh với lại chị Uyên vậy á, anh chắc một chút kia vậy nhỉ? Đi anh vẫn kiểu như để ý Uyên như lúc đầu, nhưng mà sau cái buổi tối thì anh có thể rung động nhẹ nha. Thì anh lúc đó là không phải là vì anh Minh tỏ tình Uyên và hai người đó thành đôi đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ bỏ tình yêu của mình, mà do cảm nhận anh về Uyên á là cũng càng ngày càng xa, chứ không phải là anh từ bỏ. Tại vì chương trình này đến đây để tìm tình yêu, chứ không phải là đến đây để thấy người khác thành đôi cái bắt đầu mình từ bỏ. Tại do không cảm nhận được nữa. Thật sự ngày mai nó là ngày cuối rồi, không nói thì nói chung là không còn cơ hội nữa. Cho dù thành công không thành công thì anh cũng phải nói ra. Trai miền Tây mà thật thà cái phát quá sẵn nói vậy thôi. Anh miễn lưỡi lắm. Ok à. Miễn lưỡi mà nói chuyện sao em, giờ cũng chết em. Em nói gặp mấy bạn mà ở ngoài tán em vậy không bao giờ đâu. Thích thiệt. Where's your take my hand? Thì chung là anh chả có gì ngoài cái trái tim này của ngày hôm nay. Cái gì là chả có gì ở ngoài trái tim của ngày hôm nay hết á. Thì nó là điều quý giá nhất của anh. Thì anh xin chung là dành tặng nó cho em. Thì mong em hãy cho anh cơ hội để mình tiến xa nữa. Ok, em đồng ý. Được, em sẽ cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhau. Em sẽ đánh cược. Đánh cược? Sao lại dùng đánh cược? Em sẽ đánh cược để xem thái độ của anh như thế nào. Cái cho kỹ nha. Ok. Tình cảm của anh. Ta dùng nhiều hết rồi. Lúc đầu khá là rung và hồi hộp, nhưng mà sau khi mình đã nói lên hết tâm sự của mình, hết lòng của mình, thì anh cũng đã cho mình một cơ hội, thì giờ mình cảm thấy rất là vui. Nếu như mà tỏ tình với Uyên là phần trăm tỷ lệ mà Vĩnh được ở lại là 50-50, cho nên là cũng có thể là Vĩnh chọn mình, bởi vì lý do là không có còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Thì mình cũng không tự tin là mình sẽ ở lại, nên đây cũng là gọi là cũng có thể là đem cơ hội cuối cùng khi mình bày tỏ được tâm sự và cái tình cảm của mình đối với người con gái ấy á, thì cho dù mình không được chọn mà bị loại khi đi về thì mình cũng cảm thấy rất là nhẹ, gọi là nhẹ lòng. Đêm nay không chỉ có những cuộc hẹn từ trái tim hồng, vì các cô gái vẫn có quyền được yêu cầu cuộc hẹn với chàng trai mình muốn, nên Uyên đã đề nghị được gặp Minh. Chị nè. Anh nghĩ sao về cặp đôi bí ẩn? Anh cảm giác giữa Tùng với Sơn nó có một cái gì đó với nhau. Tùng với Sơn hả? Ừ. Sao? Để em sao? Em nghĩ nào? Bên tim con gái tụi em suy nghĩ là anh với bé Trâm Anh. Từ từ em logic lại thì em thấy nó đúng, cho nên bởi vì em mới hỏi anh để khẳng định lại. Rồi. Nếu như anh với Trâm Anh là cặp đôi bí ẩn thì anh sẽ không để cho cái trái tim hồng của mình nó diễn ra vào ngày hôm qua. Tại sao? Cặp đôi bí ẩn chắc chắn sẽ giữ anh lại. Đúng không? Vậy thì việc gì anh phải làm cái chuyện đó để
để cho người kia sẽ phải thế này thế khác đối với anh. Vậy, đúng không? Vậy anh nghĩ sao nếu em là cặp đối với ổng? Anh giết em á. Ê, tránh cho. Không ai quay. Anh nghĩ rằng á, nếu như em là cặp đôi bí ẩn, em sẽ không thể nào có những hành động với anh như vậy. Nhưng mà sau ngày sau cái cuộc nói chuyện này thì em thấy ổn chưa? Chắc chắn nữa. Vẫn còn chưa. Vậy thì hỏi tiếp đi. Trả lời. Hồi sáng anh còn nhớ em có nói với anh câu không? Là em hỏi anh là em tự nhiên là em hỏi anh là anh có người yêu hay gì đó, đúng à. Đúng chưa? Ờ đúng đúng đúng. Xong rồi anh nói với em là không có. Chia tay lâu rồi. Em hỏi, em có quyền hỏi là chia tay bao lâu? Ít nhất cũng phải được 6 tháng rồi. Ít nhất. Ít nhất hả? Ủa vậy em có nhìn lộn không? Tại vì em được một tấm hình. Ủa tấm hình anh với ai ta? Lâu lắm rồi anh đâu có đăng hình gái lên trên mạng xã hội đâu. Ủa vậy là có đăng hình hả? Trước anh đăng rất nhiều. Và anh đăng cùng một người. Và anh đăng hoài luôn. Ờ. Nhưng mà cái đấy là ủa, từ trước dịch sao? Rồi. Ủa vậy tại sao người ta có tấm hình đó ta? Tấm hình với ai ta? Anh không biết không? Có. Đợi đi Bến Tre để cho anh biết. Ừ. Ok. Nếu như mà là cái ngày hôm sau của cái ngày mà anh tỏ tình á, mà anh cầm trái tim anh tỏ tình thì em dám chắc với anh luôn là đêm đó là Vĩnh nó sẽ tỏ tình. Hiểu không? Nó chỉ sao anh một đêm thôi, cho nên là qua ngày hôm sau nó có thái độ như vậy đó. Lần sau trên bàn án bớt mạnh miệng lại. Không. Không phải là mạnh miệng, em cố tình em nói á. Nhưng mà dù gì, nhưng mà dù gì người ta vẫn đối xử tốt với em hơn là tự nhiên sau một ngày là người có lật mặt như bánh chén. Ok. Nhìn thái độ liền luôn anh. Đừng thái độ như thế. Kiểu mà ánh mắt mà muốn mà giết muốn đâm nhau. Cái đó là vô không. Cái đấy là còn nhẹ đấy. Cái đó người ta gọi là nhu nhược thì chấp nhận. Không, bây giờ có một từ nó đỡ hơn chữ nhu nhược. Ờ chữ gì? Hèn hạ. Hèn hạ. Trời ơi, đúng là anh túi. Trên bàn ăn đó là em cũng nói, em nói với anh Hậu là để cho mọi người nghe luôn. Là em có nói cơ hội không bao giờ đến với mình lần thứ hai. Và nếu có đến thì nó chỉ là phép màu thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình không trân trọng, mình không nắm bắt thì lỗi là lỗi tại mình, không trách ai được hết đó. Nhưng mà nếu như mà em ví dụ nha, em ví dụ như em mà có chọn sai hoặc là lỡ em có chọn anh này cặp đôi bí ẩn, em vẫn ra về một mình chứ em không nhận lời đồng ý của bác kia hết. Tại vì đó là lựa chọn của em. Vĩnh đã trao trái tim hồng cho Trâm Anh, cô nàng đã quyết định đặt cược vào trái tim ấy. Hậu quyết định thổ lộ với Hoàng, Hoàng cũng muốn mở lòng. Binh và Uyên thì ngày càng thâm thiết. Giờ gây go nhất là chuyện tình tay ba Sơn, Mai, Tùng. Mai sẽ chọn ai?